ba tham cầu sự khế hợp kinh văn hiệu thiện nam tử thọ ấm hư diệu bất tao tả lự viên định phát minh tam ma địa trung tâm ái miên vẫn trừng kỳ tinh tư tham cầu khế hợp việt dịch lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu không mắc các tả lự tính viên định phát minh trong tam ma địa Tâm ưa sự thẩm hợp, lóng lặng tư tưởng, tham cầu kế hợp. Giảng lại nữa thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm ưa sự thẩm hợp, tâm thích sự hợp nhất tinh thần tâm muốn thân cận với các bậc hiền thánh lóng lặng tư tưởng tham cầu sự khế hợp hành giả nỗ lực lắng động tâm tư đạt đến sự tinh thuần do vì ẩn dấu một niệm tham cầu sự khế hợp nên hành giả đã cho ma vương một cơ hội tốt để phá anh ta